Trong 9 tháng đầu năm 2015, toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí, các đơn vị thành viên đã tập trung với tinh thần cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả là các chỉ tiêu sản xuất đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó nổi bật là việc tất cả các đơn vị đều giữ nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch 9 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Toàn tập đoàn đã khai thác dầu vượt 10,9% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2014. Khai thác khí vượt 11,2% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất đạm vượt 6,1% kế hoạch, sản xuất điện vượt 19,5% kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất xăng dầu vượt 23,2% kế hoạch, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3%, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm 2015 đạt 6,5%. Trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí cùng các đơn vị thành viên sẽ đặt trọng tâm vào công tác tiết giảm chi phí, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối thăm dò, khai thác và khối dịch vụ để đưa ra các phương án tối ưu triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao doanh thu và lợi nhuận trong khối doanh nghiệp dịch vụ, chế biến dầu khí. Ngành dầu khí sẽ quyết tâm vượt qua những gian nan thách thức để thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được chính phủ tin tưởng giao phó trong năm 2015.